Da không tự trắng lên mà cũng không tự đen đi. Melanin chỉ chuyển hóa từ vùng này sang vùng khác. Các bạn nghe câu nói này là quá quen đúng không? Và các bạn luôn nhớ rằng da không thể tự trắng lên đâu, mà nó sẽ hình thành từ những thói quen đơn giản hàng ngày. Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 thói quen giúp da bạn có thể trắng lên tự nhiên, đơn giản tại nhà mà không cần phải nỗ lực. Cùng tìm hiểu có xíu có video ngày hôm nay. Hello, lại Bác Hiếu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bác Sĩ Hiếu. Và trong video này sẽ là 5 thói quen giúp da bạn trắng hơn mỗi ngày. Và nếu như các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube của Bác Sĩ Hiếu thì Bác Sĩ Hiếu đã có rất nhiều các video về thói quen cũng như sai lầm. Các bạn có thể xem tại đây những thói quen giúp da bạn đẹp hơn, những thói quen giúp giảm mụn, những sai lầm thường gặp. Và khi các bạn tránh những điều này sẽ giúp cho bạn không những tiết kiệm rất nhiều tiền, rất nhiều chi phí mà còn xây dựng một lối sống sinh hoạt khoa học lành mạnh. Từ đó có thể tư vấn và hướng dẫn cho chính bố mẹ, anh chị, con chúng ta, để khi mọi người đều có thói quen tốt hơn, chúng ta sẽ có một cộng đồng cùng khoa học khỏe mạnh. Và không những khỏe mạnh mà từ đó sẽ đẹp hơn, mà đẹp hơn thì chúng ta có nhiều cơ hội hơn, có nhiều cơ hội chúng ta lại có thêm nhiều cái thu nhập tốt hơn và cuộc sống hạnh phúc. Đây cũng chính là cái kim chỉ nam khi Bác Sĩ Hiếu xây dựng kênh YouTube này. Và các bạn đừng quên, nếu thấy cái video clip này hay, like, subscribe và chia sẻ đường link này để nhiều người cùng nhau xây dựng thói quen tốt hơn và chúng ta sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Và Bác Sĩ Hiếu tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người cảm ơn các bạn khi xem cái video clip này. Và các bạn đừng quên, Bác Sĩ Hiếu có một fanpage chính thức là Bác Sĩ Hiếu và cộng đồng chăm sóc da khoa học. Các bạn có thể tham gia vào đây để nhận những chia sẻ trực tiếp từ Bác Sĩ Hiếu và hệ thống admin. Ok. Thói quen số 1 đó là bổ sung vitamin tự nhiên. Không phải uống vitamin C, không phải uống vitamin E, cũng không phải uống vitamin K, các loại vitamin này hàng ngày, mà con đường tự nhiên nó mới là con đường tốt nhất. Chúng ta hãy điểm lại những loại hoa quả mà các bạn thường ăn theo mùa. Mùa hè chúng ta có gì? Mùa hè chúng ta có dưa hấu đúng không? Các bạn nghĩ xem trong 100g dưa hấu có những cái điều gì? Các bạn nghĩ rằng là ăn dưa hấu thì nó sẽ có vị ngọt này và sẽ có đường này, có nước này. No, đấy chỉ là những cái yếu tố rất nhỏ thôi. Vì những cái loại hoa quả có dạng màu đỏ hay là màu cam nó đều có một hàm lượng vitamin A rất là nhiều, và dưa hấu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thành phần nhiều hơn của dưa hấu đó là một loại bạn không nghĩ đến. Các bạn có nhớ rằng khi chúng ta ăn cái phần cùi dưa hấu, cái phần gần vỏ ấy, phần màu trắng, thì dưa hấu nó không có vị ngọt đúng không? Nó có vị chua. Các bạn nghĩ xem vị chua này là do cái gì? Và đặc biệt khi Bác Sĩ Hiếu tìm hiểu về cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong dưa hấu, thì trong 100g dưa hấu lại có thêm 8,1mg vitamin C. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các yếu tố khoáng và vi lượng. Điển hình đó chính là magie. Magie chiếm 10mg. Wow, đây là một cái lượng cực kỳ nhiều mà các bạn có thể bổ sung trực tiếp bằng đường tự nhiên. Nếu bạn chưa biết hàm lượng vi lượng hay các yếu tố khoáng cần dùng là gì thì Bác Sĩ Hiếu sẽ tiếp tục là làm tiếp cái video chia sẻ với các bạn để chúng ta biết được là hàng ngày mình cần phải ăn cái loại nào để chúng ta có đầy đủ sức khỏe tốt. Và các bạn đừng quên comment xuống bên dưới những sản phẩm hay những sản phẩm tự nhiên các bạn đã từng ăn và hàng ngày ăn lượng bao nhiêu. Đồng thời những sản phẩm các bạn muốn Bác Sĩ Hiếu review cũng như là chia sẻ các thủ chức năng thì cũng phải comment xuống bên dưới để Bác Sĩ Hiếu làm các cái video và chia sẻ để các bạn có thêm nhiều kiến thức. Ok. Loại quả số 2 đó chính là đu đủ. Đu đủ là một loại trái cây vô cùng là rẻ tiền, và các bạn có thể, nhiều bạn đặc biệt ở khu vực nông thôn như Bác Sĩ Hiếu này, nông thôn là miền núi như chính Bác Sĩ Hiếu luôn, thì ở nhà thường trồng rất là nhiều cây đu đủ, và mỗi khi đu đủ chín thì chúng ta có thể ra vặn đu đủ đúng không, và mang về ăn. Và ngoài ra hiện nay thì đu đủ cũng được giấm rất là nhiều. Nếu như đu đủ được giấm bằng cái acetylen thì nó là một cái điều rất là bình thường, vì acetylen nó sẽ giúp thúc đẩy quá trình làm chín trái cây, thì đây là một quá trình giấm tự nhiên. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay có rất nhiều các loại giấm khác mà xuất phát từ nguồn gốc không uy tín, thì các bạn cũng có thể là cân nhắc và lựa chọn các bạn đu đủ tự nhiên thì nó vẫn luôn là tốt hơn là chúng ta sẽ giấm nhân tạo. Và điểm lại cái mức là hàm lượng dinh dưỡng ở trong đu đủ, thì trong đu đủ có đến 2,1mg, 100g đu đủ có 2,1mg beta carotene và đến 80mg C. Thế thì các bạn thấy rằng là hầu hết các loại trái cây đều có rất nhiều các loại vitamin, đặc biệt là C, nên C có ở trong rất nhiều loại quả tự nhiên hàng ngày, các bạn nhớ nha. Và các bạn lưu ý khi ăn đu đủ và các loại trái cây màu vàng thì hàm lượng beta carotene rất là nhiều. Nếu như các bạn ăn ở trong mức giới hạn thì da sẽ trắng hơn và khỏe hơn. Nhưng nếu chúng ta ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn cà rốt nữa, thì da của các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang màu vàng nghệ. Chính vì thế đây là màu vàng rất là tự nhiên, nên các bạn hãy cân nhắc nếu như thời điểm ăn đu đủ thì không phải là ngày nào chúng ta cũng riềng rã ăn đu đủ đâu, mà hãy ăn theo chế độ là một tuần ăn 2 đến 3 bữa hoặc 2 bữa thôi thì nó sẽ tốt hơn là ngày nào chúng ta cũng riềng ra đu đủ. Bởi vì beta carotene khi quá nhiều ấy, da bạn nhìn nó vàng lắm.
gọi là máu đỏ da vàng đấy, nó không được đẹp đâu. Nên là hãy cân nhắc và kiểm tra xem là da mình khi ăn nó có đẹp hơn không, và hãy theo dõi. Đặc biệt đó là cần phải có cái ảnh chụp. Bạn hãy chụp ảnh tháng này tháng sau để mình xem là liệu rằng mình có trắng hơn và da đẹp hơn sau một thói quen mới không. Ok, tiếp theo là một loại quả bác sĩ cực kỳ yêu thích, đó chính là dứa. Trong 100g dứa cũng có 0,03mg beta carotene, 0,08mg vitamin B1 và 13mg C, quá là cao đúng không? Và đương nhiên rồi, dứa thì khi ăn rất là chua và cũng sẽ có quả ngọt nhưng vẫn sẽ có một cái vị chua nào đó, nên trong dứa thì hàm lượng C nó cũng rất là cao và cũng là một loại giải pháp các bạn lựa chọn hàng ngày. Nếu và đặc biệt là trong dứa thì cái hàm lượng xơ nó cũng nhiều, khi ăn nhiều xơ thì sẽ giúp cho các bạn là giảm cái thời gian đi đại tiện hơn, và đặc biệt là tăng cái sức khỏe cho cái hệ đại tràng của mình, nên là ăn xơ sẽ tốt hơn. Ngoài ra nữa thì có thêm một loại quả bác sĩ cũng rất yêu thích, đó là trong nho. Trong nho có một loại cực kỳ bác sĩ yêu thích, đó là resveratrol. Thì cái hoạt chất này sẽ giúp chống lão hóa, chống oxy hóa và đồng thời làm trắng da tự nhiên, nên đây là một cái loại khá là quý có ở trong nho. Vậy thì trên đây là những một vài loại trái cây bác sĩ yêu thích về làm trắng da. Ngoài ra thì đương nhiên rồi, trong những loại quả khác, ví dụ là có cái video trước mà sếp chia sẻ là ăn táo đúng không? Bởi vì trong táo thì sẽ giúp cho bạn tăng cường sức khỏe. Thì đây là nhóm làm trắng da, thì các bạn hãy nhớ là mình ăn đa dạng hoa quả đúng không? Vừa ăn ngon vừa đẹp hơn, trẻ hơn, chả có tội gì mà không ăn cả. Nhưng hãy để ý rằng khi ăn quá nhiều loại trái cây chua thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến men răng. Chính vì thế nếu ăn mà cảm thấy răng mình nó bị buốt, bị chua hoặc là bị cảm giác nó buốt ấy, thì hãy nhớ là hạn chế, và chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang dạng nước ép thì nó sẽ bảo vệ cái răng của mình hơn. Và không nên ăn hoa quả lúc đói, bởi vì ăn lúc đói thì axit trái cây nó sẽ làm cho bạn bị sót ruột. Nên là không ăn khi quá đói mà hãy nên ăn là sau bữa ăn khoảng 2 tiếng thì nó sẽ ok hơn. Sau ăn 2 tiếng không phải là ngay sau ăn, bạn nhớ điều này nha. Thói quen số 2 đó là dùng ô, đội mũ, đeo khẩu trang. Cái thói quen này bạn Kiều đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, nhưng lần này sẽ có thêm là đội mũ, đội ô, che ô. Tại sao như thế? Bởi vì trong cái mùa hè, đặc biệt là cái mùa giông bão sắp tới này, không những là khi các bạn có thói quen là mang theo người những dụng cụ ô, mũ, áo mưa thì sẽ giúp cho bạn đề phòng cái trường hợp nếu như chúng ta có một cơn mưa bất chợt và ngày hôm đó bạn không có một thiết bị bảo hộ thì mình sẽ bị ốm và cảm lạnh. Mà cảm lạnh thì các bạn sẽ chắc chắn là bỏ quên luôn cái việc là mình skin care hôm nay như nào, mình đắp mặt như nào, mình bôi kem nào, các bạn chắc chắn là bạn bỏ qua luôn. Nên chính vì thế các bạn hãy nhớ rằng chuẩn bị cho mình những cái thói quen và có cái dụng cụ, gọi là một cái túi dụng cụ mang theo người thì sẽ giúp an toàn hơn. Còn nếu các bạn đã đi ô tô rồi thì vẫn phải có ô đúng không? Vì sẽ có khoảng cách giữa từ chỗ của mình ra lấy ô tô đúng không? Nên là đeo khẩu trang, đội mũ, đội ô và dùng mang áo mưa thì đây là thói quen các bạn cần phải có. Số 3 đó là đi ngủ sớm. Ngủ sớm thì giúp da đẹp nhưng ngủ sớm cũng sẽ giúp trắng hơn. Bởi vì khi các bạn ngủ sớm hơn, da có thêm khả năng hấp thu các dưỡng chất được một cách tốt hơn. Nên ngủ sớm là đi ngủ trước 11 giờ, còn ở mức độ trung bình là từ 12 giờ đến 1 giờ. Nhưng bác sĩ vẫn mong các bạn ngủ sớm và sáng dậy sớm hơn. Buổi sáng dậy sớm hơn, bạn sẽ làm được vô vàn nhiều việc trong ngày. Thói quen số 4 đó là tập thể dục đều đặn. Tập thể dục đương nhiên là giúp tăng cường lưu thông sức khỏe và bạn khỏe hơn rồi. Nhưng không có nghĩa là bạn tập thể dục là chạy giữa trời nắng, các bạn chạy khi mà có hàm lượng tia UV đang cao. Tập thể dục ở đây có nghĩa là tập thể dục một cách khoa học và đều đặn hàng ngày, lặp đi lặp lại. Và mỗi ngày chỉ cần 1 km thôi, bạn sẽ trẻ hơn, khỏe hơn. Nếu như các bạn lo lắng về việc là khi các bạn chạy ở ngoài trời nắng, da của mình bị sạm hơn, đen hơn, thì có một cái thói quen cực kỳ đơn giản, đó là các bạn hãy đợi vào thời điểm râm mát thì mình chạy nó sẽ yêu ok hơn. Thế thì thời điểm khoảng mấy giờ? Khoảng 6 giờ, 5 giờ, 5 giờ đến 6 giờ chiều thì đương nhiên hàm lượng tia UV cực kỳ thấp rồi. Hoặc là buổi sáng các bạn dậy sớm xem, bạn đi chạy lúc 5 rưỡi, lúc 6 giờ sáng và hoàn thành tập thể dục của mình khoảng 30 phút, sau đó về tắm và đi làm, bạn sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng và khỏe hơn. Và thói quen số 5 cũng là cái thói quen cuối cùng trong cái video này, lạc quan và hạnh phúc hơn. Bạn thử hình dung xem, ngày hôm nay nếu các bạn ra đường mà rơi một tờ 500.000, bạn sẽ vui hay buồn? Bác sĩ Hiếu chắc chắn rằng là bạn sẽ méo mặt ngay lập tức, và ai cũng như thế thôi. Mỗi khi có một chuyện gì đó đau buồn và được bực tức, hay là trời mưa, đang đi một chiếc ô tô đi qua hất toàn bộ cái nước mặt đường hất vào người bạn, hoặc hôm nay bạn mặc một chiếc áo trắng và vô tình có một giọt
đồ ăn nó nhỏ trong áo của mình và làm áo của bạn nó hoen ố đi. Bạn có vui được không? Đương nhiên là không rồi, đúng không? Thế thì lạc quan hạnh phúc làm thế nào để chúng ta có thể lạc quan hạnh phúc được? Thì bác sĩ có một cái ý nghĩ hình thành cách đây rất là lâu rồi, đó là cái việc gì xảy ra thì cũng sẽ cho mình một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm nào đó. Ví dụ như khi chúng ta đang ăn mà nhỏ đồ ăn áo thì chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm là chúng ta cần phải khi ăn cái phần miệng phải hướng vào cái bát của mình hoặc hướng vào bàn, để nếu có rơi ra nó không rơi vào áo nữa. Hoặc đó là khi chúng ta đường mà gặp đi qua một cái vũng nước thì nếu có một cái xe trước mặt thì mình sẽ đi chậm hơn. Và một thói quen khác, ví dụ như là gặp đèn đỏ chỉ cần 2 giây là bác sĩ Hiếu sẽ dừng luôn chứ không vượt đèn đỏ nữa đó. Thế thì khi mà chúng ta có những cái rule, những cái quy tắc quy định cho mình rồi thì các bạn cũng sẽ giảm thiểu được tối đa những cái bực tức và căng thẳng trong cuộc sống. Bởi vì mỗi khi bạn yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, cười mỗi ngày sẽ giúp cho gia tăng các hormone hạnh phúc, và đặc biệt đó là tăng cường cái sự trao đổi chất trong cơ thể. Chắc chắn da bạn nó sẽ trắng hơn mỗi ngày. Và các bạn hãy thử nhìn xem gương mặt của những người hạnh phúc và gương mặt của những người hay cau có, cáu bẩn và khó chịu. Đương nhiên họ sẽ không thể có làn da đẹp được. Và trên đây là 5 thói quen giúp da bạn trắng hơn mỗi ngày. Bác sĩ Hiếu chúc các bạn ngày càng trẻ hơn, đẹp hơn, trắng hơn, yêu đời hơn. Và đừng quên, nếu thấy video clip này hay, like, subscribe. Và cần tư vấn các thông tin về da, hãy xem trong đường link mô tả bên dưới. Bác sĩ Hiếu sẽ giải đáp và chia sẻ với các bạn những cái cách để chúng ta đẹp hơn và có làn da đẹp hơn mỗi ngày. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.